Thông thường thì với những cái cuộc chạy marathon ở trên đường bằng hay là gọi là đường road thì các cái team mà hỗ trợ của, cho người chạy sẽ là những team gọi là pacer, nghĩa là những người mà chạy để dẫn đường cho vận động viên, để cho vận động viên có thể đi về đích theo đúng cái thời gian mà họ mong muốn. Tuy nhiên ấy, ở trên cuộc chạy trail thì tính chất cuộc chạy là không hoàn toàn, nghĩa là có những tai nạn, có những rủi ro, có những nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với vận động viên. Và khi mà chạy trong những đường một lối mòn hay là trong rừng hay là trong những nơi mà có bờ vực hay là kể cả những nơi nhìn có vẻ rất an toàn, nhưng nếu như mà vận động viên vấp vào một cái cành cây là có thể gây chấn thương, thì lúc đó sẽ cần những người như bọn mình là sweeper, có nghĩa là những cái người mà dọn đường ở đằng sau cùng của đoàn đua, những người bắt buộc phải chạy sau người chạy sau cùng, sát cánh cùng những người chạy mà tạm gọi là yếu nhất của đoàn hoặc là có những cái rủi ro bất chắc trong đoàn. Và nhiệm vụ của bên mình là phải theo chân từng người đó. Và về lý thuyết thì bên mình sẽ là những người mà chỉ được hỗ trợ bằng cách là đưa nước, đưa đồ ăn hoặc là khuyến khích vận động, động viên người đó để cho người đó về đích. Còn mình không được phép đụng chạm hay là có bất kỳ những cái giao tiếp nào về mặt vật lý đối với người đó. Và chỉ trừ trường hợp người đó, cái vận động viên đó, người ta xin bỏ cuộc thì lúc đó mình mới được can thiệp về mặt vật lý, có thể là xoa bóp hay là dìu người đó đi về đến những cái điểm gọi là checkpoint, hoặc là kêu cứu hộ xe máy hay là cứu hộ ô tô để đưa người đó đến điểm cấp cứu kịp thời. Và đó là nhiệm vụ của bọn mình. Vì xuất thân của team của Sweeper bọn mình là một team chạy bộ, có nguồn gốc của SRC, Sunday Running Club. Và vì bọn mình rất hiểu tâm lý của người chạy bộ trong những cái buổi chạy bộ trail, đó là khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi nhất, khi mà bạn cảm thấy yếu đuối nhất, thì bạn luôn luôn cần có một ai đấy sát cánh, dù chỉ là một lời động viên nho nhỏ, chứ chưa chắc lúc đấy bạn đã cần uống nước hay cần ăn uống gì cả. Nhưng chỉ một lời động viên thôi có thể khiến cho cái vận động viên đấy chạy về đích an toàn, hoặc ít nhất là có thể vượt qua chính mình trong một vài chặng checkpoint để có thể về được đích.